Bình Sơn hay tháp Chùa Trò, di sản của địa phương được thổi hồn trên gỗ, trở thành quà tặng du lịch để giới thiệu nét văn hóa lâu đời và những bàn tay tài hoa của người thợ mộc. Nghề cha truyền con nối được lưu giữ và phát triển. Thủ Độ là một làng mộc lâu đời có tiếng của vùng đất Vĩnh Phúc. Các sản phẩm ở đây ngày càng được người thợ trau chuốt, sáng tạo để vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa thể hiện nét tài hoa của mảnh đất giàu giá trị truyền thống. Thủ Độ là ngôi làng bình yên nằm ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây, trăm năm qua đã nổi tiếng với nghề mộc truyền thống. Dù trải qua nhiều thăng trầm, có lúc phát triển mạnh và cũng có lúc khó khăn, nhưng các thế hệ người thợ ở Thủ Độ vẫn tìm nhiều cách để giữ gìn và phát triển nghề của cha ông. Năm 2007, Thủ Độ được công nhận là làng nghề mộc truyền thống. Từ đó đến nay, nghệ nhân và người thợ của làng vẫn không ngừng tìm tòi đổi mới, đưa các sản phẩm gỗ đi từ mộc mạc gần gũi đến tinh xảo, mang giá trị thẩm mỹ cao. Mỗi sản phẩm ở đây đều được làm từ đôi bàn tay tâm huyết, yêu nghề của người dân Thủ Độ. Trước khi là mình mang vào chế tác là chỉ một cục gỗ rất là thô, sau đó bằng cái bàn tay của các nghệ nhân làng nghề để mình chế tác các chi tiết rất là nhỏ. Thì cần đòi hỏi là phải tính rất là cẩn thận và có cái tay nghề rất là cao để mình có cái tinh xảo để chạm khắc ra những cái hoa văn là nó mang cái tính tinh xảo. Cái nghề mộc ở đây là cái nghề mộc truyền thống mà nó mang lại thu nhập là chủ yếu của cho cái làng nghề là khu vực Thủ Độ An Tường này. Bởi vì từ khi mà ông cha để lại là rất là lâu rồi, nên là phần lớn là cái nghề sống của mình là bằng cái nghề mộc và thủ công mỹ nghệ. Thế nên vì thế là cũng vì cái lý do đấy nên là tất cả những người thợ ở làng nghề này rất là tâm huyết. Trước kia, người dân Thủ Độ chủ yếu sản xuất các sản phẩm gia dụng. Đó là các loại đồ gỗ phục vụ nhu cầu cuộc sống với độ chắc, bền nhưng lại mộc mạc. Dần dần khi thị hiếu và nhu cầu thẩm mỹ ngày càng nâng cao, tính cạnh tranh của thị trường gay gắt hơn, nhưng người con của làng đau đáu một hướng đi mới. Sinh ra trong gia đình có ba thế hệ làm nghề mộc, cha là nghệ nhân có tiếng. Từ nhỏ, tiếng cưa, tiếng xẻ đã thấm vào máu thịt của anh Kiều Đức Thường như là một phần quan trọng của tâm hồn. Vì vậy, khi làng thưa vắng tiếng dùi đục, nhiều người thợ đi tìm công việc khác, cũng là lúc anh Thường nghĩ đến chuyện nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng và chuyển hướng sang sản xuất đồ gỗ tinh xảo, mang tính mỹ thuật cao, để làng trở lại nhịp sôi động như xưa. Nhiều sản phẩm do anh Thường và những người thợ của làng tạo ra đã trở thành quà tặng theo chân khách quốc tế đến nhiều vùng khác nhau. Đó là những bảo vật di tích đặc trưng của Vĩnh Phúc được phục dựng trên chất liệu gỗ để giới thiệu về văn hóa của quê hương. Tháp gốm men Chùa Trò hay nhiều cổ vật khác vốn nằm im trong bảo tàng đã được thổi hồn sức sống mới trên gỗ và đến gần với công chúng.
tháp được phục dựng bằng chất liệu gỗ có tỷ lệ 1:1 so với bản gốc. Cũng có bàn nhỏ để du khách làm quà lưu niệm. Các họa tiết hoa văn được tạo tác theo nguyên mẫu của bản gốc. Tháp gốm men chùa Trò cao 9 tầng, có niên đại thời Trần và được công nhận là bảo vật quốc gia. Khi phục dựng, người thợ đã kết hợp 3 yếu tố nghệ thuật, tâm linh và khoa học để làm nổi bật giá trị lịch sử văn hóa, chiều sâu tư tưởng và vẻ đẹp thẩm mỹ của cổ vật. 3-4 năm gần đây thì có nghiên cứu và sản xuất thêm các cái sản phẩm mà mang tính chất là quà tặng du lịch. Đấy, mà những cái sản phẩm này thì chúng tôi luôn để ý đến những cái hình tượng từ những cái di sản văn hóa, từ những cái bảo vật đấy, để làm thành những cái quà tặng du lịch. Làm thêm cái sản phẩm này là muốn quảng bá những cái hình ảnh về di sản văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc như cũng như là của Việt Nam thông qua cái sản phẩm của công ty nghệ. Trong thời gian qua thì đã làm thành công cái sản phẩm tháp chùa Trò, hiện nay đã được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia. Thì công ty chúng tôi làm thành những cái tháp gỗ đấy, tháp gỗ giáp vàng hoặc là phun sơn để bán cho khách du lịch, đưa ra thị trường để quảng vừa là tạo công ăn việc làm cho người lao động, vừa là quảng bá những cái hình ảnh di sản của Vĩnh Phúc. Ngày nay về làng Thủ Độ, gỗ hiện diện ở hầu khắp đường làng ngõ xóm, không khí nhộn nhịp lao động sản xuất rộn ràng tại các nhà. Hầu hết các gia đình ở đây đều theo nghề mộc từ thời cha ông họ. Các thế hệ đi trước đã tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng truyền lại cho thế hệ sau. Các thế hệ sau không ngừng trau dồi học hỏi để các sản phẩm ngày càng đa dạng, bền đẹp, đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng. Từ những cúc gỗ tươi mềm, những nghệ nhân với chiếc dùi chiếc đục gắn bó bao nhiêu năm trời, chạm khắc từng thớ gỗ, tạo ra những chi tiết hình ảnh tinh xảo, mang tính mỹ thuật cao. Các sản phẩm như bàn, ghế, tủ và các vật trang trí đều mang trong mình sự tinh tế và độc đáo của người thợ, chứa đựng trong đó những gửi gắm riêng của người thợ, góp phần phát triển và tạo nên danh tiếng của làng nghề. Tất cả mọi cái công tác mà chuẩn bị từ sơ chế gỗ đến chế biến những sản phẩm làm sao để cho cái thổi cái tinh hoa của làng nghề từ bao đời các cụ để lại, thì mình cũng tất cả những người thợ ở địa phương là mong muốn là tất cả cái sản phẩm được truyền bá đến tất cả mọi người dân để làm sao cho những cái sản phẩm làng nghề được phát huy mạnh mẽ. Bây giờ cái nhu cầu họ là không như ngày xưa, họ làm là rất là tinh tế mà sản phẩm là phải đạt yêu cầu họ mới chấp nhận, bởi vì nó không như ngày xưa. Ngày xưa thì thời các cụ mình làm thủ công, bây giờ làm nó toàn là công nghiệp nhiều, nên là thành ra đòi hỏi tay nghề của những người thợ cũng phải là giỏi, cao thì mới đạt yêu cầu cho người ta. Mình cũng tiếp cận với thị trường bên ngoài thì là cũng tìm hiểu và cũng học hỏi thị trường bên ngoài, thì mình cũng mang về làng nghề để mình phát triển. Một sản phẩm gỗ của Thủ Độ trải qua rất nhiều công đoạn. Công đoạn nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ cầu kỳ. Hiện nay, nhiều gia đình đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, từng bước đưa máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị, năng suất sản phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm cũng được áp dụng công nghệ dát vàng, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo sự sang trọng. Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề chính của người dân mảnh đất này, góp phần giúp họ ổn định kinh tế, phát triển làng quê ngày càng giàu đẹp, trù phú hơn. Cũng đã có được rất nhiều cái sự thay đổi. Về trước kia là làm thủ công 100%, đến bây giờ thì là chúng tôi cũng đã áp dụng những cái công nghệ máy móc, những công nghệ máy cắt, máy đục,
máy điêu khắc CNC. Cái đấy là một cái làm thay đổi những cái sản phẩm của làng nghề. Trước kia thì lại chỉ làm được một vài sản phẩm trong một nhân công thôi chẳng hạn. Nhưng đến giờ thì có khi là được cả 100 sản phẩm. Và sản phẩm nó được đồng đều, được đẹp hơn trước rất nhiều. Sản phẩm mộc của thủ đô ngày càng đa dạng về mẫu mã. Từ đồ mỹ nghệ nội thất đến các mặt hàng trang trí lưu niệm được tiêu thụ rộng khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nhiều sản phẩm được nhận bằng khen, huy chương, cúp vàng và đánh giá cao tại nhiều hội chợ triển lãm quốc tế về chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Mộc thủ đô cũng được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc, OCOP, ISO. Để đạt được điều đó, người thợ ở đây bằng đam mê và tay nghề của mình đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm chất lượng mang tính mỹ thuật cao. Đây là nghề của chúng tôi thì là nó mang theo cái hình thức là cha truyền con nối, thế nên là tất cả những cái sự phát triển về kinh tế xã hội là phụ thuộc tất vào cái ngành nghề mộc. Đó là chúng tôi phát triển các đồ nội thất nên là về cái giá trị mỹ nghệ của nó cũng rất là cao. Bởi vậy mà nó là tạo nguồn thu nhập chính cho các hộ gia đình trên địa bàn và cũng đã góp phần phát triển kinh tế rất là lớn cho địa bàn xã. Với cái thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các sản phẩm của chúng tôi sẽ được cả nước biết tới, và đặc biệt là các sản phẩm mà đã được công nhận OCOP để làm sao cho làng nghề ngày càng phát triển hơn, không chỉ trong nước mà cả thế giới. Thực ra thì ở Vĩnh Phúc thì làng thủ công là một làng nghề mà nói về gỗ thì cũng rất là nổi tiếng. Thành ra là ở đấy thì cũng có rất nhiều những người thợ làm nghề. Về thẩm mỹ thì đương nhiên là chất lượng rất là tốt, cũng dùng sản phẩm này cũng khá là lâu rồi, cũng có dùng một số những đồ gỗ. Thì về cơ bản thì mẫu mã ở làng thủ đô làm thì tay nghề thợ rất là chuẩn. Đấy, còn về chất lượng gỗ thì nói chung nó tùy loại, nhưng mà về cơ bản thì đều là ưng ý cả. Thông qua những sản phẩm mộc, du khách gần xa có thể hiểu hơn văn hóa của vùng đất này. Bởi những sản phẩm không chỉ chứa đựng trong đó sự khéo léo của người thợ, mà còn là những câu chuyện của làng quê, chuyện nghề với biết bao thăng trầm gắn bó của nhiều thế hệ nơi đây. Thủ đô nằm cách thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến thủ đô, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, tìm hiểu nghề truyền thống và chọn mua các sản phẩm gia dụng hoặc quà tặng du lịch mang dấu ấn địa phương.